Bắt bằng tay thôi. Được, bắt bằng tay thôi. Bằng tay thôi. Đây là mới bàn này ở có thể làm nha. Nó đó bắt ông này rất là chuyên nghiệp luôn. Đây. Wow. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ đi bắt ong, bắt bằng đêm. Bắt bằng đêm thì mấy anh em buồn quá người nhà thì đi chơi bắt thử biết nó có mắc ong hay gì không. Mà Ronaldo đâu chọc mà lấy thua gì đó hôm nay mới chung anh em chúng tôi đã có được ba cây nhang này để bắt ong, để thắp ong. Dương cái thằng tao nó hay đi cho đây lắm. Hiện tại anh em chúng tôi đang đi lên núi các bạn ơi. Hiện tại ở đang dưới chân núi. Tại chỗ đây á, người ta hay thợ con chuột con gì ở đây. Đột luôn. Nặng ra. Nặng mè. Anh em chúng tôi đang đốt lửa bởi vì ở đây đang rất là tối, như bạn đã thấy xung quanh tôi đó. Đó, thật sự chúng tôi đang ở dưới chân núi. Anh em chúng tôi rất là đam mê đi săn bắt. Bởi vì ở núi rừng chúng tôi bây giờ hết cái con gì để săn bắt rồi. Con gà thì bắt hết. Đúng, bắt một bạc trồng. Đó, hiện tại đang đốt lửa lên, ôm áp. Đấy. Anh này thì có vợ rồi, vẫn theo chúng tôi. Đấy, nhìn thấy chưa? Thằng đó là ôm siêu á. Nè, chưa có vợ đâu. Nó hay chắc nó mập lắm, bởi này nó sang nhược rồi. Nó ấy rồi. Đó, hiện tại anh em chúng tôi đang thấy cái con côn trùng các bạn ơi. Con côn trùng này ăn được các bạn ơi. Wow, nhiều lắm các bạn ơi. Đó. Nhìn kìa đó, thấy chưa? Đó. Đó, nè đó. Côn trùng này ăn ngon lắm, ếch ếch á. Lửa đã cháy to rồi các bạn ơi. Đó, lửa cháy to rồi. Các bạn thấy chưa? Đỡ đi trời ơi. Nó đạt mà. Như các bạn đã thấy các bạn ơi. Đó. Krakoman đã ăn. Chúng tôi gọi là Krakoman. Krakoman con voi. Các bạn xem kỹ đi, rất là khó khăn để bắt được ong này. Chúng tôi phải cố gắng thôi. Đó, chúng tôi đang thực hiện đốt nhang lấy từ nhà chết. Nhà chết. Lấy từ nhà chết. Đó, đang thực hiện. Anh này rất là chuyên nghiệp về chuyên môn bắt ong. Đáng tiếc là chưa có người yêu. Anh ấy muốn đào thêm một vợ nữa. Hiện tại chúng tôi bây giờ là tù môn. Hơn 8 giờ ấy. 9 giờ rồi, đúng rồi, 9 giờ rồi các bạn ơi. Không nhỉ. Anh ấy rất là đẹp trai. Là con chó. Hay đi bắt chim. Không đi bắt bướm. Ừ, điện thoại nữa. Thì thích cái cái đêm ạ. Ninh dạy nha, hôm nay Ninh hả? Nhanh biểu rồi. Nhanh nơi, nhanh, chắc cái này bắt đứng. Tham nhau chứ. Nị nào vào đây, nè ngô đập mũi nhớ, mày nhìn một chút thì bò chứ. Này, hai đứng. À, cũng thấy. Ê, bộ khăn đi. Giờ đang bắt con ong vàng. Vào, to gì đấy? Đây này, đồ, ong rùi này, ong rất là khó luôn nha. Đây này, mới đây anh em một cô ăn đúng rút nè, đây. Khóc mày cả. Ừ, dược rẽ, một lúc thì nè. Ừ. Bạn ơi, có vị cái mắt nó năng cả. À, cơ hội là ta chạy. Nhi, dạ, khoa nó phui lên đi. Chờ, dạ, ta khoa ở đây, ta khoa ở đây. Thích cơ mà anh có hỏi mà. À, hồi thích đó, chắc có. Đó, bây giờ nó đang bay vui 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 vui. À, hát lạc làm phui bà con nè. Dạ, phui ta hẳn. Nhịp lạc phui rồi. Nhìn tập lạc phui. Ngàn lo tận như đó này. À. Cái đi xin lên nhỉ? Ong rùi. À, cho là vậy nè. Đó, đó này, người ta đóng bắt ong kìa nè. Vô, ong rất là to luôn.
Đây, ăn này rất là giòn luôn. Đây. Thằng kẹp tại gọi nha. Nghe hát đất mẹ là dễ ngam con này. Nhưng mà chích ưng đấy. Nằm chi hơ. Nghe thôi bà có biết không? Hai ô. นั่นๆๆ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 ๆ
nó bị lần nhỉ. Ê, phà có chị mà nặng hờ, để chị đỏ hờ, ổn nế. Công nhân ăn này bạch rất là giỏi các bạn ơi. Đây nè, đây là ăn mà dưới này rất là khó khăn mà anh ấy cũng lên được đó. Mà ra, đem nước con đem này rồi. Ừ, khí to hơi chỉ, hối áo rồi nè. Anh nhìn thích co, anh nhìn thích muôn nè nè. À, phải cho cái mềm lên nè. Sao da, chứ nam mạc được lại chứ, chứ mình phải đơn lại. Đó là lao ơi, đó là kia mô mô ơi. Dày ớ. Dày ớ, tần nè nè. Vì mà dần là để lại cho em nằm rồi ế. Thật anh nó mặc 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 rắc lao một tên. Vì mà mình nào rồi, anh nên tận lời nào chứ. Vì ớ nằm rồi ế. Cứ chó cái anh. Tịch lê á. Hả? Tịch thập, tịch mi. Anh rút, rút cho em mà hiếm lắm. Ừ. Vì anh rút tận mắt kìa. Đó. Ai lúc tầng mắt kìa các bạn ơi. Nắn nè ngàn là mừng quèo. Ê, 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 ê. Không chút nhìn nhờ, dạ. Thế cho các con nhìn nhìn nhờ, ngàn ơi. Năm đưa đã linh xem thầy nha. Khoa, có chút ăn khác mà. Đây là con ong nha. Đây này các bạn ơi. Hôm nay dăng đi cho ăn rút nè, nó quay video luôn. Đây. Thế chưa? Đây là con gì ta? Nè, ta tọa cái này. Nè, nó đây em được quay video. Ừ, ghê quá bạn ơi. Bật bằng tay thôi. Được, bắt bằng tay thôi. Bật bằng tay thôi. Đây là mới bàn này ở có thể làm nè. Nó đó bắt ông này rất là chuyên nghiệp luôn. Đây. Vâng. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đó thôi, mình cũng biết trả lời đó thôi. Mình nghĩ thế thôi. Quay phòng mẹ vật má, quay phòng mẹ. Em như tôi chơi dân. Ừ. Ngay đây à? Nhìn thấy đá không? Đây. Đó, đây. Đây, đây là mặt nó không. Đây không có mẹ nha. Không có đỏ nha. Đó, nó lấy chích một đứa rồi. Cái mắt nó sưng rồi. Đây các bạn nhìn thấy đá không? Đúng. Ơ, khỉnh lấy áo. Ơ, khỉnh bạt. Vâng. Nặt dàn cái bọc, ôi. Và wow, mật nhiều ha. Ở trang nghe nhằm lại. Nó là phải bưng ạ. Nhằm ạ. Nhằm ạ. Dô. Bộ nền thọt này chạy quay được này thôi bộ nền. Hello, đây ăn chú ở đây nè. Chú nhà chú quan chú mật ổng đây. Cái này. Ờ, cái hai đó mất. Phải nhầm đứt cho à. Yeah, ham chắc cả nè, bỏ ít nè, cả lần tập mau chắc cả nè. Nè, nè, sợ coi video nè. Nó là phui rồi, ta lên phui chặt phui dẹt. Nó cầm một cầu rồi bị tịch phui, tịch thăm phui. Như các bạn đã thấy các bạn ơi, đó. Đây là anh em chúng tôi đã bắt được do anh này đó, anh này đã bắt được này đó. Anh này là rất là cao thủ. Đó, cao thủ. Bắt chim được luôn, sau này tôi sẽ quay cho bạn này bắt chim luôn nha các bạn. Bây giờ thì bắt cái này thôi. Bây giờ sau này bắt cá sấu ở rừng luôn các bạn ơi. Đó. Hình tại ở trên này thì là mật ong, nước đó các bạn ơi. Còn ở dưới này thì con nó hơi nhiều, con nó hơi nhiều. Đúng không? Con nó hơi nhiều. Còn ở trên này các bạn ơi, nước này. Mật ong này các bạn ơi, đó, phía bên này thôi, từ khoảng đây này, khoảng đây này, đó, khoảng đây này, đó là mật, là nước. Còn ở dưới này là đa số là cái con nó, con nhỏ nhỏ đó, đó. Ổ trung. Ổ trung như cái tên này, quay phía bên này này, để xem kỹ luôn các bạn ơi. Đó, như các bạn thấy đó, phía này này đó, toàn là mật ong thôi, toàn là mật ong, toàn là nước của nó, đây này, đó. Nặng, tổng khoảng 1 kg. Ký ý. Đó, thôi đó, đây là ông chủ đã bắt được, đã cố gắng treo lên cây này, đó. Anh này sẽ được nhìn thưởng 3 chữ vàng, cầu vàng. Rồi.
Dạ 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 đi. Đó, có nào của anh em hả? Thấy là đó. Chúng tôi đã tới về nhà rồi các bạn ơi. Chúng tôi đã tới nhà rồi. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ thưởng thức mà mật ong này. Đó. Đây. Wow, đặc biệt lắm các bạn ơi. Nhìn thấy đảo. Đó. Cắt, đây là con của nó nha các bạn ơi. Cắt xuống. Đó. Đây, nhìn thấy đảo như da. Giờ mình cắn thử mất miếng nha. Ừ, cắn đi. Ừ, cắt luôn xỉu luôn. Wow, rất là ngon. Đây, 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 đây là đọt nhiều. Nè, nè, nè. Thôi mừng hết rồi. Tôi nhìn thấy đã quá, anh ơi cho em căng miếng ăn. Bây giờ đang lấy ra mật đó. Mật nước nó và mật nó. Phấn. À, phấn đúng rồi, phấn. Anh em thông cảm nha, mình không biết tiếng Kinh. Ừ, đây đây không phải là phần phân ong thôi, đây là phân bò. Đấy. Ăn đi. Nhìn thấy ngon quá. Cắt ra. Rồi. Đang là cái ở. Đang là cái ở. Coi 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 coi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ cắt. Wow, bây giờ anh này ăn thử đi. Múc một cái đi. Wow. Làm sao phù hợp vậy? Đó. Để nhìn nó mặt này. Xe ra. Wow. Trời ơi. Bẹp thao không? Bẹp thao không? Được, nói bẹp dịt vậy. Người ta dịt nhục rồi. À, dài nhìn đi. Wow. Trời ơi, món này rất là ngon luôn. Yo. Ăn cái mật ong này quên hết vợ mình luôn. Lẩu. Vợ mình để đâu ấy. Quên hết cả người yêu luôn. Rồi. Yêu mà. Đồ, để đâu. Sao đừng nhà. Các bạn ơi, ngon quá các bạn ơi. Nó chẳng lấy. Không ơi. Đây là một mật ong rừng nha các bạn ơi. Chính hàng luôn các bạn ơi. Mật ong rừng tốt đẹp, ngon lắm các bạn ơi. Hai kéo từng nhớ. Quáp gọn người hỏi ai bột thì nhanh. Vậy vậy chắc rồi. Mật ong rùi. Rùi chắc mình là. Hay mình là. Mật ong rùi các bạn ơi. Mật ong mật ong ấy. Đây, như thấy ngon không? Đấy. Giờ mình càng thử mình. À món này á, trước khi tới này là mình chưa ăn được lần nào luôn. Giờ mình ở ở Quảng Cam. À tôi thật là nóng tính lắm. Cho nên tôi không nói đâu, đông người lắm. Ừ, nhìn lại, đi riêng vào đèn đây này, đi. Ồ, ngọt quá. Ăn không? Mời anh em ăn nè, một dĩa đây luôn nè. Ăn không? Dĩa đó các bạn ơi, 50 thôi. Để bằng đấy cho anh em 50 thôi. Nước này mùng 1 thì một tiếng thôi mới được. Nếu để 2-3 ngày là thôi, hết rồi. Đấy. Nhìn giống như vô ăn đúng không? Nhìn như vô ăn. Đúng rồi. Bây giờ ăn này sẽ ăn này. Mẹ Tam, cần không có. Không có. Giờ chúng tôi sẽ ăn thứ cái này à. Nhìn nó mất nó nhiều à. Đấy. Nhìn thấy ngon luôn. Wow. Chúng ta ăn thử mình. Tuyệt vời. Rất ngon luôn. Sao mày nút Ngon ghê thật. Wow. Đây là chấm bê ạ. Xoài ngon lắm. Đây ạ, chấm bê xoài ngon lắm. Thôi thử muốn nhẹ nè. Quang dơn đi, quang dơn đi. Đó, thấy chưa, các bạn thấy chưa. Đó, ăn bông ngoan, ăn thử. Nhắm đi. Ngon quá. Ngon.
phòng nhìn vừng ra nhìn vừng ra nếu thì anh em mà đã muốn ăn cái này á giờ mình không cần bán không cần gì hết tăng cho mấy anh em luôn cái này này cái này ở Gia Lai mình nhá hay mua đắt lắm cái này là đắt hơn cái mật nó luôn hôm nay anh đây không đi nữa nó nhân tin mic mà nó này nó có đơn lắm nó có bạn gái rồi có đơn lắm có bạn gái rồi có đơn có bạn gái mời em thằng Cam nhá mình là người Gia Lai mình không biết tính kinh đâu mình không nghĩ chứ nói thiệt với anh em nha đúng không nếu như là mình có người yêu rồi mình không có cô đơn đằng này mình chỉ có người yêu nên bởi vậy nên mình mới cô đơn mình ngồi ở nhà đúng rồi nếu cô đơn thì mình ăn cái này thôi cho nó không có cô đơn ăn cái này là không thích tình nữa bye bye video kết thúc đây bye yeah.